Trong phóng sự chuyên mục này, chúng tôi sẽ giới thiệu những tiện ích thực tế của thuốc bảo vệ thực vật mang thương hiệu SBC. Tại hội thảo kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại trên cây hồ tiêu được tổ chức tại thị xã Buôn Hồ do công ty và cửa hàng thực vật nông nghiệp Hoàng Hương đồng tổ chức. Qua nghiên cứu thực tế trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, các nhà khoa học nông nghiệp của công ty đã thông tin đến nhà nông những quy trình trồng và chăm sóc cây trồng theo đúng 4 nguyên tắc: đúng thuốc, đúng lúc, đúng cách và đúng liều lượng. Đồng thời, trả lời những thắc mắc của bà con về một số bệnh trên cây hồ tiêu cũng như dành cho chúng tôi một cuộc trao đổi về vấn đề này. Trên cái tiêu ấy, thì nó có một số những cái sâu bệnh mà thường hay gặp. Thứ nhất là về cái mùa khô vừa rồi ấy, chúng ta thấy là cái hiện tượng là riệp sáp. Riệp sáp nó tấn công bên trên và khi mà nắng ấy, thì nó là chui xuống, nó tấn công ở dưới gốc. Và khi nó tấn công dưới gốc thì nó còn gây vết thương cơ giới và nó làm cho một số bệnh là tấn công vào cái bộ rễ của cái tiêu và gây hại cây tiêu. Đó là cái riệp sáp. Còn bên trên ấy, cái tán cây tiêu ấy, thì nó có cái thời gian mà tiêu nó ra bông ra trái thì nó có cái con bọ xít mà nó có hình thánh giá, nó gọi là rầy thánh giá đó, thì nó cũng làm cho tiêu rụng và nó không được đậu trái. Về bệnh ấy, thì trong tất cả các vườn tiêu hầu như là đều ít nhiều đều có cái bệnh, thứ nhất là cái bệnh chết nhanh, nó làm cho lá tiêu rụng hết lá rồi rụng đọt, rụng bông, rụng nụ. Đối với cái bệnh chết chậm thì nó làm cho rụng từ dưới rụng lên. Cái chết chậm thì nó có rất nhiều nguyên nhân, mà cái nguyên nhân đầu tiên ở cái vùng Tây Nguyên là do cái con tuyết trùng. Con tuyết trùng nó tấn công vào cái bộ rễ thì nó làm cho cái rễ nó có những cái cục, những cái u sần thì nó tấn công vào bộ rễ và nó gây, thứ nhất là nó gây tác hại đối với cây tiêu, nó hút dinh dưỡng, nó làm tắc rễ. Thứ hai nữa là nó gây vết thương cơ giới và nó làm cho một số cái nấm bệnh ở dưới đất và nó cũng tấn công và nó làm hại cái bộ rễ cây tiêu. Để phòng trừ hai cái loại bệnh này thì chúng tôi có những cái loại thuốc đặc hiệu. Ví dụ như để mà phòng trừ cái bệnh chết nhanh thì chúng tôi có cái Repacbun. Sản phẩm này là được nhập từ châu Âu, cái chất lượng rất là cao và nó có tác dụng lưu dẫn từ dưới lên. Và nếu mình tưới ở dưới vùng gốc rễ, đặc biệt là chúng ta lưu tưới ở vùng rễ tơ thì như vậy là nó lưu dẫn lên ngọn. Thứ hai là cũng có thể có một cái sản phẩm nữa, đó là cái sản phẩm Anpin. Thì cái Anpin thì nó có khả năng lưu dẫn hai chiều. Tức là nếu mình phun bên trên thì nó có thể lưu dẫn xuống dưới gốc rễ và nếu mình tưới dưới gốc rễ thì nó có thể lưu dẫn lên ngọn và nó giúp cho là phòng trừ cái bệnh chết nhanh rất là hiệu quả. Và đặc biệt là phải dùng cái thuốc tuyến trùng, vì tuyến trùng là cái nguyên nhân đầu tiên ở cái vùng Tây Nguyên này để gây ra cái bệnh chết chậm, cho nên là phải dùng cái sản phẩm Saburang. Tất nhiên là biện pháp thuốc theo chúng tôi là biện pháp cuối cùng mà chúng ta phải áp dụng nhiều biện pháp. Ví dụ như bệnh chết nhanh chết chậm trong mùa mưa, chúng ta không để cây che bóng quá rậm rạp, tiêu nước thật tốt, không để đất chua và không bón những cái phân hữu cơ mà chưa hoai mục, thì như vậy chúng ta có thể quản lý được, giúp chúng ta quản lý được cái bệnh chết nhanh. Còn cái bệnh chết chậm thì chúng ta cũng không được để đất là chua và không để đất thiếu bùn, thì chúng ta đã quản lý được là cái con tuyến trùng rồi. Cho nên là nhiều biện pháp, mà trong đó có cả những biện pháp về tưới nước, là không tưới tràn lan, tưới đường tưới riêng, đường tiêu riêng, thì nó không lây lan từ gốc này sang gốc kia. Và những cái biện pháp khác, ví dụ như là cắt tỉa cây che bóng cũng rất là quan trọng, không để cho cây suy kiệt dinh dưỡng thì nó cũng giúp cây tiêu nó khỏe mạnh, nó giúp kháng được những cái bệnh tật. Để tìm hiểu thực tế, chúng tôi đã đến một số vườn có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của công ty, trong đó có vườn tiêu của gia đình anh Đặng Đình Phong tại tổ dân phố 1, phường An Lạc. Theo lời anh Phong, với diện tích vườn gần 5.000m2, từ tháng 9 năm 2012, anh đã mạnh dạn trồng hơn 1.200 cây tiêu giống Vĩnh Linh. Với thời gian mà mình chăm bón cái vườn tiêu thì mình thấy trong sử dụng cái loại thuốc của bảo vệ thực vật của công ty cổ phần Sài Gòn thì thấy nó cũng khá hơn, nó mạnh mẽ, với lại cái cây nó vẫn sinh triển tốt. Chúng tôi đã đến cửa hàng vật tư nông nghiệp Hoàng Hương, anh Nguyễn Đình Minh, chủ cửa hàng khẳng định. Với cương vị là một nhà phân phối sản phẩm, thì trong suốt thời gian qua tình hình dịch hại trên cây cà phê cũng như tiêu, thì công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn đã ủy nhiệm cho đại lý thuốc bảo vệ thực vật Hoàng Hương, địa chỉ 206 Trần Hưng Đạo, thị xã Buôn Hồ, chính thức phân phối những sản phẩm mang chất lượng cao và kịp thời đến bà con nông dân. Và đặc biệt là về giá cả, chúng tôi cam kết cung cấp những cái sản phẩm với một cái giá cả hợp lý mà công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn đã niêm yết. Bệnh thối rễ chết nhanh trên cây tiêu hiện đang phát triển khá nhanh và đã gây thiệt hại rất nhiều cho bà con nông dân. Nhiều chế phẩm thuốc đã được đưa vào điều trị bệnh này, nhưng chưa có chế phẩm nào mang lại kết quả khả quan. Vừa qua, công ty bảo vệ thực vật Sài Gòn
đã thí điểm thành công bước đầu mô hình quản lý bệnh thối rễ chết nhanh trên cây tiêu bằng chế phẩm chất bắc buôn. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với người trồng tiêu.